Hôm nay là sinh nhật của em nè mọi người ơi. Đặc biệt sinh nhật năm nay của em sẽ ăn với người lạ mà người lạ chưa bao giờ em gặp luôn. Thay vì sinh nhật của em á, mỗi năm thì được bạn bè nè, hoặc là anh em nè làm cho em, tổ chức cho em rồi này kia kia nọ. Thì năm nay em muốn đặc biệt hơn một chút xíu, là em có với anh Tý, là anh Sang á, có chuẩn bị một món quà, tuy là không nhiều nhưng mà đây là tấm lòng của hai đứa em. Bỏ vô mỗi cái bao lì xì như thế này là 200 ngàn để tặng cho cô chú anh chị khó khăn ở ngoài đường. Thì có một cái game nhỏ nhỏ như thế này thôi, là mỗi bao như này đều là 200 hết, em bỏ vô 200 hết, nhưng mà thật ra thì em sẽ nói dối cô chú là mình sẽ chơi một cái mini game. Có một cái bao thơ thì tầm 20 ngàn và 50 ngàn hay gì đó, từ 20 cho đến 200 ngàn, nhưng mà cho cô chú bốc, đằng cô chú gỡ ra thấy 200 ngàn là cảm giác nó sẽ vui hơn một chút xíu, thay vì là mình đưa 200 thẳng cho cô chú thì nó không có tạo cho người ta cái cảm xúc nhiều. Thì bây giờ cùng với em bỏ vào đây mỗi bao 200 ngàn rồi mình đi trao cho cô chú nha. Chú, giờ này còn làm hả? Giờ này cô còn làm hả? Mới giờ bạn gì chưa? Cũng sớm có ăn rồi. Chào người anh em. Dạ con chào chú. Chưa nghỉ hả chú? Dạ, dạ con ở đây con có mấy bao lì xì. Trong đây hên xui nha, từ 20 cho đến 200 nha. Bóp một cái đi cho vui. Rồi. Xích vô để xe ta đi ha. Ở trong nó còn. Dạ, thôi chú anh chị sức khỏe. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, con có chú nha. Sức khỏe nha chú. Dạ. Là ngày nào mình cũng ghi gom này hết. Dạ. Dạ. Ở đây còn có bao thơ là cái giá trị là từ 20 ngàn cho đến 200. Chú bốc một cái may mắn ha, con tặng cho chú một cái. Dạ. Dạ, chú cứ bốc đi. Rồi, cảm ơn. Dạ, chú coi được bao nhiêu. Dạ. Con nè. Hình như bao này 200 hay gì đó. 200. À, con chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Thôi con về. Dạ. Con mạnh khỏe. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Dạ chú. Gửi chú nha. Dạ. Chúc chú sức khỏe nha. Dạ. Con khóc luôn. Thôi này con tặng thêm cho chú một bao nha. Rồi. Con chúc chú sức khỏe nha. Dạ. Con mua gì ăn đi chú. Dạ. Rồi con đi nha. Anh em hả? À, em xin năm mấy? Tại vì vậy nè, anh có một cái quà may mắn nhỏ nhỏ ha. Dạ. Là hả, anh có mấy cái bao lì xì này, ở trong đây có những cái mệnh giá tiền mà có cao nhất là 200 ngàn. Dạ. Em bốc thử hai cái cho em cái với anh em cái xem sao ha. Có mỗi tháng phải đi bệnh viện hay không? Dạ, điều dưỡng ở bệnh quận 8 điều dưỡng đó. À, là nằm dạ. Suốt ở đó. Cảm ơn. Dạ, dạ, thôi chúc chị sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Chú. Bây giờ đi về, tính đi về. Dạ, là cô làm cái gì cô? Đi mua chai chai á. Mua chai chai hả? Đi lụm mà ngày mưa quá trời không có lụm được làm dạ. Nào hết. Bữa nay mưa cô ha? Dạ. Dạ là chú là... Hai người đi chung, dạ, đi chung. Làm chung thôi. Dạ. Hồi nay con có về, con có mấy cái bao lì xì. Nhưng mà trong đây hên xui nha, từ 20 cho đến 200 nha. Con tặng mỗi người một bao nha. Dạ, rồi hên xui. Dạ. Ủa vô quê bà ở đâu mà? Nha Trang là hả? Đây còn có mấy cái bao lì xì mà hên xui nha, từ 20 cho tới 200 nha, và bốc một cái hên xui nha. Dạ. Đó là 200 rồi đó. Ôi hên nha. Dạ thôi con chúc bà sức khỏe nha. Dạ con về. Dạ. Chào người anh em. Tại anh đi vòng anh cũng quyết định quay lại á. Dạ. Anh cũng miền Tây mà. Đồng Tú à. Đúng rồi. À, anh quay lại á là dạ. Anh có cái tiền mặt gửi riêng cho em nha. Dạ, giữ nha, giữ nha, giữ nha. Ngày nãy anh nói bé quê đâu? Cà Mau. Cà Mau. Anh xin lỗi nha. À. Nhưng mà anh cũng giống em, bạn cũng mất rồi. Nhưng mà thôi cái gì cũng phải cố gắng em nha. Okay. Cảm ơn anh. Đâu thử coi có hên không? Thử cái nữa coi. Cảm ơn anh. Thật là cách đây năm anh cũng đấu dữ lắm. Hướng nào cũng có cách giải quyết á. Cố gắng mình gồng chút xíu nha. Dạ, tại vì tụi anh này xưa cũng không có khá hơn em đâu. Ví chàng, ví dụ thằng Trang. Đúng rồi, Y Trang em ơi. Anh cố gắng em. Thậm chí. Cố gắng nha. Dạ, dạ. Rồi. Rồi, thôi quay em sức khỏe nha. Dạ. Thôi con lại. Con ngủ sớm đi nha. Dạ dạ. Ôm đồ kỹ kỹ. Dạ. À, đi nha. Cảm ơn em nhiều nha. Đi nha. Dạ.
thì trong đây nó có con bỏ từ 20 tới 200 đó chú. Dạ đây con tặng chú một bao, chú lấy bao cho may mắn nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ chú mở thử coi. Ngày nào cũng thức khuya vậy hả chú? Có 4 giờ mới về. 4 giờ mới về. Dạ. Chú lấy cái thử đi. Dạ vậy được 200 ngàn. Dạ. Dạ chúc sức khỏe chú, giữ chút khỏe chú. Lát nữa về cũng ngủ thôi chứ đâu có đi nữa đúng không? Dạ. Dạ rồi thôi con xin phép chú con đi. Dạ. Dạ dạ, đặc biệt chú. Giờ này con làm hả cô? Dạ, thưa con. Mỗi lần con gom tới mấy giờ? Con gom hả? Con tính sáng con về rồi con. Tới sáng hả? Sáng con gom. Con đi đâu mà con về trễ vậy? Dạ. Tại nay sinh nhật này nên dục dắt vòng vòng chơi. Rồi chúc mừng sinh nhật con nha. Dạ. Rồi con có cái món quà nhỏ tặng cho cô nha. Trong đây có 20 tới 200. Cô bóc hên xui thử. Hên xui hả? Dạ. Dạ cô bóc một cái. Dạ. Chúc cả gia đình con với tụi con khỏe mạnh. Dạ. Dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ. An toàn, ơn. Bình an. Dạ. Dạ. Rồi. Cô coi thử có bao nhiêu nha. Con may mắn không nha. Chúc con may mắn nha. Dạ. Con ơi nó nhiều lắm con ơi. Quá nó rất hả chậm lặng á. Trời ơi. Chúc con may mắn. Chúc tụi con cũng dạ. May mắn ha. Dồi dào sức khỏe dạ. Nha. Rồi cảm ơn con đi nha cô. Dạ đi đi con, chỗ nhiều lắm con ơi. Dạ, dạ, dạ. Đi con đi. Cảm ơn các con nha. Dạ. Giờ bà còn làm hả? Ngày bà chọn một cái đi cho. Nè thì bà cứ chọn đi. Dạ vậy bà lấy một cái nha. Dạ. Rồi con thử. Dạ chúc bà sức khỏe nha. Dạ, rồi bà. Con về. Dạ thưa bà, bà nuôi tổng cộng bao nhiêu con chó mà 7 con hả bà? 7 con. Nhìn vui quá, nãy con thấy bà ngủ mà hả, nó ngồi đó nó nhìn bà nó bắt đuôi hoài luôn, thương này nè. Dạ dễ thương quá trời. Dạ bà ơi, gì nè, tụi con á có một cái gọi là một chút may mắn mà muốn gửi tới bà. Dạ giống như là tụi con đây có 4 cái bao lì xì. Dạ bà bốc giùm tụi con 2 cái được không bà? Dạ. 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 Bạn đi. Dạ, bạn đi. Thôi, chú chui sức khỏe nha. Về nghe chú. Dạ. 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 ô. Ủa giờ không ai chúc luôn. Chúc gì ta? Biết gì đâu trời.